Hello, xin chào nha. Xin chào mọi người một ngày chủ nhật gặp nhiều điều vui vẻ may mắn nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020, là ngày chủ nhật mọi người nha. Mình là Đại Phao sẽ quay trở lại quay nhà cà phê giờ tiêu ngày hôm nay cho bà con, cho mọi người xem tiền nó theo dõi bốn bảng nha. Hôm nay là chủ nhật nên là nhà ca không có gì thay đổi. Giờ tiêu thì lúc người ta mua lên, lúc người ta mua xuống mình sẽ phạt bằng giá cho bà con tham khảo để tiền đường nó vừa đến mua bảng nha. Trong thời gian qua thì mọi người ủng hộ kênh mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn. Nếu ai chưa đăng ký ủng hộ kênh mình thì xin hãy nhấn nút like, nút share, nút đăng ký miễn phí, đặc biệt là nhấn nút chuông mọi người để xem những video mới nhất hàng ngày của mình nhé. Nút chuông bên này hả? Xin cảm ơn mọi người là rất là nhiều nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bằng giá cà phê tại gặp tỉnh Tây Nguyên và nhà tiêu tại tỉnh xem thử là có thay đổi gì không mọi người nhé. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê và tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2020.